Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Sao Hoa. Hôm nay Cbiz sẽ có những thông tin mới và hot nào. Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Nhiều sao Hoa ngữ có học vấn hạn chế vốn dĩ là điều không quá xa lạ đối với nhiều khán giả. Một trường hợp điển hình đó là Triệu Lệ Dĩnh. Cô thường bị mỉa mai rất nhiều về khả năng học tập của bản thân. Thế nhưng sống lâu trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh đã dần biết cách tiết chế để không có những khoảnh khắc ố dề, lộ học vấn thấp. Còn dàn sao trẻ ngày nay thì có vẻ đến việc tuyên truyền phim cũng làm không tốt, thậm chí có những ngôi sao đến phép tính đơn giản nhất còn chẳng làm nổi. Hai trong số những ngôi sao làm netizen đau đầu vì lộ học vấn thấp là Phương Nhất Bác và Lưu Hạo Tồn. Nói đến hai vị này thì nhiều khán giả cũng chỉ có cạn lời bởi không nghĩ họ lại kém nhanh nhạy đến thế. Với Phương Nhất Bác thì tại họp báo vô danh không phải lần đầu tiên anh chàng lộ học vấn thấp, mà trước đó đã từng có chiến tích huy hoàng khi không thể viết nổi một câu đơn giản như đã từng ở đây. Với khả năng chữ nghĩa thế này nên khi tham gia các buổi tuyên truyền của vô danh, Phương Nhất Bác bị khán giả xoay mòng mòng cũng là điều dễ hiểu. Những câu hỏi vô cùng đơn giản như gặp được nhân vật mà mình đóng sẽ nói gì, có suy nghĩ gì về vai diễn, tất cả đều làm khó được Phương Nhất Bác. Anh cho rằng những câu hỏi đó vô nghĩa, bản thân sẽ không bao giờ gặp vai diễn của mình. Nếu là một người bình thường đã học hết cấp 3 thì những câu hỏi này dễ dàng được trả lời, vào dân chuyên văn có khi còn được cả vài trang giấy. Nhưng mà nghe nói Vua Nhất Bác chưa học hết cấp 2 nên anh không trả lời được cũng phải. Thực tế trong rất nhiều sự kiện, Vua Nhất Bác để lộ học vấn thấp đến tuyệt vọng của mình. Anh chàng có thể dùng sự lạnh lùng của mình để che đậy học thức, nhưng đến một lúc nào đó cần phải lên tiếng thì y như rằng Vua Nhất Bác làm MC phải đứng hình. Ví như lần quảng bá cho máy tính bảng của Lenovo mà lại nói dùng iPad, hay đến ngắt nghỉ một câu thế nào cũng không làm được. Nhìn chung, trình độ của anh chàng có khi dừng ở cấp tiểu học thôi không chừng. Song song với Vua Nhất Bác là mù nữ lang Lưu Hạo Tồn. Một lần MC hỏi cô cảm thấy bản thân có thiên phú diễn xuất hay không, giải thích thế nào với hai từ diễn viên. Cô nàng nhận có thiên phú thì nhanh lắm, nhưng giải thích hai từ diễn viên thì một hồi lâu rồi hỏi đoạn này có phát sóng không. Ngoài hai vị anh tài này thì giới Cbiz cũng từng đau đầu vì dàn nghệ sĩ có học vấn thấp. Ví dụ như Vương Hạc Đệ, đến tên của mình anh chàng còn đọc không đúng thì làm ăn được gì. Cũng là đọc không nên câu chính là Dương Mịch. Cô nàng có màn đọc câu, rất nhiều học sinh lái thành từ khác làm netizen phải ngại cho. Hứa Khải, anh chàng này ký tên cho fan, viết từ Malatang, ba chữ sai hai, cảm giác như không biết viết luôn ấy. Cũng một kiểu như Lưu Hạo Tồn là Triệu Lộ Tư, cô nàng này có khi là hội tụ từ cả Vương Nhất Bác và Lưu Hạo Tồn. Nói về vai diễn của mình còn không nói được, niên đại mà nhân vật từng sống cũng sai tá lả, làm fan phải vội đi chữa cháy dùng thần tượng. Nói về văn hay chữ tốt của dàn sao kể trên quả thật là quá tiền đình đi, sang đến toán học cũng chẳng khá khẩm hơn, bởi có những mỹ nhân sinh thì sinh thật, nhưng phép tính đơn giản còn không làm nổi. Ví dụ như Ngô Tuyên Nghi, cô nàng từng làm phép tính 8 x 7 bằng 42. Hay Địch Lệ Nhật Bà còn dã man hơn khi hồn nhiên nói 24 cho phép tính 3 x 7, thật sự ca lời. Nhìn qua một lượt sao Hoa ngữ, vấn đề học tập của họ thật sự quá đáng báo động. Dù biết họ tập trung cho sự nghiệp nên không thể trọn vẹn cho học vấn, nhưng ít ra những câu hỏi phép tính đơn giản cũng phải trả lời được chứ. Còn bạn nghĩ sao về những vấn đề trên đây? Và hãy để lại bình luận ở phần dưới comment nhé! Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.